Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình Sơn Sơn đây. Đấy. Thì hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Mình sẽ review cho anh em một con xe nó cũng rất là đặc biệt. Con xe này phải nói là một con xe có một không hai tại Việt Nam luôn. Có một chứ không có hai, nói thẳng luôn. Và cuối cùng là nó đã ở trong tay của mình Sơn Sơn. Đấy. Thì đây là một món quà của một thằng em ở Ứng Hòa Hà Nội của mình gửi tặng mình nhân dịp sinh nhật năm 23 tuổi. Đấy. Thì tháng 3 này là sinh nhật mình sinh ngày 24 tháng 3, anh em gửi quà thì cứ mạnh tay nhá. Số tài khoản với cả địa chỉ nhà mình ấy thì mình có để ở phía dưới phần mô tả ấy, anh em nhớ vào xem nhá. Còn bây giờ thì con xe đó như nào thì đây, đây không phải con xe đó, đây là con xe của mình và thằng em mình đấy. Thì còn bây giờ con xe như nào thì anh em theo tôi nhá. Đi. Ok anh em, trước mắt anh em là một con mô hình xe X-Men độ bằng bìa cắt tông của một em trai đến từ Ứng Hòa, Hà Nội đã làm và tặng cho mình. Đấy, đây là một món quà sinh nhật sớm của em ấy dành tặng cho mình đấy. Nói chung là vật chất hay là giá trị thì nó cũng không tính đến, nhưng mà anh em có thể tính đến cái tình cảm và cái tinh thần đấy anh em nhá. Đấy, để làm một cái con mô hình này không phải là đơn giản đâu, mà cái nhiều khi có tiền cũng chả mua được anh em. Đó, cho nên hôm nay mình phải làm video để quay review cho anh em xem luôn. Đấy. Và nói chung là cảm nhận đầu tiên khi mình lần đầu tiên trong cuộc đời này mình review một con xe mô hình anh em ạ, mà lại còn xe mô hình tự chế. Nó rất là lạ. Đấy. Vừa rồi mình đã cho anh em xem qua intro rồi, bây giờ mình sẽ quay gọi là cận cảnh cho anh em xem này. Đấy. Đây là cái quảng trường chỗ mình anh em này. Đấy. Nắng chiều rất là đẹp luôn. Hoàng hôn rất đẹp. Và bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem. Thì xin giới thiệu với anh em, đây là một con X-Men được làm từ bìa cắt tông. Đấy, và em ấy đã rất là tỉ mỉ, đã cắt gọt rồi uốn này, các thứ để làm thành. Rồi anh em nhìn này, so với tay mình này. Đấy, nó rất là bé luôn anh em nhá. Đấy, nói chung là độ tỉ mỉ rất là cao. Thì ok, chắc chắn rồi, xe từ bìa cắt tông thì chắc chắn là phải bằng bìa cắt tông. Đó. À, tiếp theo ở đây chiếc xe được cấu tạo từ rất là nhiều các cái nguyên vật liệu khác. Thì khung này, khung thì được làm bằng những cái thanh sắt anh em này. Đấy, những thanh sắt cắt này này. Đấy, đây là gắp. Đấy. Đây là cover lại từ sắt, ý tưởng là gắp ống, kiểu gắp ống Trung Quốc em nhá. Đấy, động cơ là làm bằng bìa cắt tông này. Đấy, dán bằng keo con voi anh em nhá. Đó, hệ thống phanh đĩa sau anh em này. Đấy, hệ thống phanh đĩa sau hình như là được cắt từ chai lon Coca anh em này. Đấy, dây dầu thì dây điện anh em nhá. Đó, anh em nhìn này, gầm trong này. Đấy. Rồi, chân trống này. Chân trống giữa này anh em này. Đấy, nhìn trông rất là hay. Rồi, tiếp tục là phần bụng bình này. Đấy. Em ấy cắt các thứ uốn léo thứ từ những cái khe gió này, từ những cái phần bụng này. Đấy, yên thì bằng xốp này. Đấy, yên bằng xốp nhưng mà đã chắc là bị keo, cho nên là keo con voi nó đã bị cháy rồi. Đấy. Phần tay sách anh em nhìn này. Đó, anh em thấy không? Phần tay sách anh em này. Nhìn như thật anh em nhá. Đấy, phần tay sách cũng được em ấy cắt gọt này. Và cho anh em xem phần gầm này. Phần gầm biển này. Đấy, đây giới thiệu với anh em, đây là đèn hậu nhá. Đấy, biển này. Ở đây em đã dùng một cái gì đó em khắc lên cái miếng nhôm của cái lon bia ấy. 29 này. 29 gì đây? 29 mình bỏ ra mình đọc tí nhá. 29M anh em ạ. Ừ. 29M đây. Từ quý 1. Ừ, anh em thấy khét không? Từ quý 1. Đèn hậu này, đấy, thấy sách này. Bên trong này thì là phuộc này anh em này, đấy, phuộc lò xo 1 ở giữa luôn này, keo nến này. Đó. Rồi.
phần bình này, đó, phần bình này, phần phuộc này, ấy, anh em nhìn thấy không? Hốc gió các thứ này. Rồi. Đằng trước thì anh em có thể thấy không? Em đã độ cho con xe một chiếc upside down giấy bìa. Đấy, màu vàng luôn này. Bánh trước này. Nhưng mà em ơi, nan hoa đâu? Vành thì ấy đâu? Các cái cây của vành đâu? Động cơ bao nhiêu watt đây? Đó. Rất là lạ luôn. Đấy, phần chắn bùn này. phần đèn đã được em thiết kế, nói chung là em làm đầy đủ phết anh em ạ. Cái phần mica mỏng ấy, em ấy cắt em làm chóa đèn này. Đấy, xi nhan mũi tên này, tím luôn nhá anh nhá. Đấy. Nhìn trông rất hay, dây dầu này. Đây là dây điện xung bình này. Đây dây điện xung bình đây. Còn đây là dây dầu anh em này. Đấy, dây dầu này. Đấy, heo này. Heo hai bit. Đĩa này bên ngoài tròn, bên trong hình tam giác, hình vuông. Đấy, đĩa sau này, heo sau này. Đó. Đây, phần mặt nạ này. Uốn rất là nói chung là cũng rất là ok. Phần màu này. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần ghi đông. Ghi đông ở đây chắc là em ấy lấy ý tưởng từ ghi đông Trung Quốc anh em ạ. Đấy. Ghi đông Trung Quốc này. Được làm bằng ruột bút bi uốn này. Đấy, bao tay này. Đấy, tay phanh này. Tay phanh vàng luôn anh em nhé. Đấy, tay phanh vàng hai bên này. Dây dầu hai bên này. Đây còn có cả mặt đồng hồ. Kim chỉ số này, các kiểu này. Đấy, nhưng mà vẫn thiếu rất là nhiều anh em nhá. Đấy, ví dụ như trợ sáng chẳng hạn này. Rồi mặt Audi này, sao khoét mặt Audi này. Đấy, hậu hiếc các thứ rồi. Động cơ 3000 ghi chữ 3000 vào IC bao nhiêu ấy đi. Con này không biết là nội công của nó là IC bao nhiêu rồi, động cơ bao nhiêu đi mấy bình nữa, mình cũng chưa hỏi chủ xe anh em ạ. Đấy, hôm nay quay luôn cho anh em xem. Đấy, đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà mình nhận được trong cái tháng này. Thì mình cũng không có ý gì đâu, nhưng mà mình sinh ngày 24 tháng 3 nhá. Anh em nào có nhu cầu gửi quà hoặc là bắn tiền chúc mừng sinh nhật mình thì mình có để địa chỉ và số tài khoản ở dưới phần mô tả anh em nhé. Đó, đây, sẽ quay cho anh em xem mà. Rất hay. Con này nói chung là nó nặng về phần tinh thần luôn anh em ạ. Đấy. Một món quà kỷ niệm 3 năm làm YouTube về xe điện. Cuối cùng thì cũng đã có một em trai đấy tự làm một con mô hình xe điện tặng cho mình. Đấy, rất ý nghĩa luôn. Tuy nó không đẹp, nó không hoàn hảo, nhưng mà đấy là cái tấm lòng. Đó. Xin cảm ơn em Lê Trung Kiên nhá. Em Lê Trung Kiên ở Ứng Hòa, Hà Nội. Đấy, rất là tuyệt vời. Em trai đã mua ủng hộ mình rất là nhiều món đồ chơi, mấy triệu tiền đồ rồi anh em ạ. Rồi. Đấy, hôm nay quay giới thiệu cho anh em xem luôn. Rất là đặc biệt luôn. Đó. Và sắp tới thì mình đang lên ý tưởng là cái event 10.000 sub được trước mà mình vẫn nợ anh em ấy. Có khi là mình phải làm mở cái event là anh em làm xe mô hình từ các vật liệu tái chế xong gửi về cho mình, xong rồi mình sẽ chọn ra 3 hoặc là 5 con xe gọi là đẹp nhất, sáng tạo nhất để mình chấm điểm anh em ạ. Có khi thế. Nói chung là hôm nay gọi là tiện thể gọi quay video cho anh em xem đấy. Chiếc X-Men bìa cắt tông mô hình khủng nhất Việt Nam, duy nhất Việt Nam. Đó. Đó, quay cho anh em xem một vòng nữa nhé. Đấy. Thì sắp tới thì mình rất là nhiều những cái dự án khác và rất là nhiều thứ mà mình sẽ làm để cho anh em xem. Thì mong anh em vẫn sẽ tiếp tục luôn đồng hành và ủng hộ Sơn Sơn nhá. Còn anh em nào muốn mua móc khóa này, mua đồ chơi xe thì cứ cứ qua shop đồ chơi xe Sơn Sơn. Link Shopee thì mình đã để ở dưới phần mô tả rồi. Còn anh em nào mà muốn mua trực tiếp thì cứ liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo cho mình. Còn bây giờ thì bye bye anh em. We'll be right back.